Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với lại một chương trình thường được sử dụng ở trong thiết kế đồ họa, đó là chương trình Corel Draw. Thì trong chương trình chúng ta sẽ làm việc với hai cái trong trong cái quá trình học chúng ta sẽ làm việc với hai chương trình cùng cái nền tảng vector, đó là Corel Draw và Illustrator. Thì hai chương trình này về mặt vai trò thì nó cũng tương đối là giống nhau. Tuy nhiên lý do tại sao mà chúng ta lại phải làm quen với cả hai chương trình, vì thực ra thì khi mà chúng ta làm chủ được một chương trình thì cũng tương đối đủ để mà làm việc với lại các cái mảng thiết kế mà liên quan tới vector. Tuy nhiên là do tình hình cụ thể là trên thị trường, trong công việc nó vẫn tồn tại song song cả hai chương trình, và khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta cũng không thể nào mà xác định được là khách hàng người ta sẽ gửi đến cho chúng ta cái chương trình gì, tài liệu dạng gì. Cho nên là về mặt nguyên tắc chúng ta cũng vẫn phải nắm được đủ cả hai chương trình này để đảm bảo rằng là khách hàng yêu cầu chúng ta làm việc trên nền tảng nào là chúng ta có thể là xử lý được trên nền tảng đó. Có rất là nhiều cái tranh cãi của mọi người về cái tính chuyên nghiệp hay là tính hơn, ưu việt hơn của chương trình nào, Corel hay là Illustrator. Nhưng mà thực ra thì cái vấn đề tranh cãi đó nó là một cái thứ mà nó thiếu chuẩn xác. Đấy, tại vì thực ra chuyên nghiệp hay không nó là vấn đề của con người chứ không phải là về công cụ. Đấy, còn công cụ nếu mà ai hiểu nó, vận dụng nó một cách linh hoạt, vận dụng nó tốt thì chúng ta sẽ làm ra được những kết quả tốt. Đấy. Thế còn về cái tất nhiên là người ta cũng có cái lý do ít nhiều khi mà người ta tranh cãi về các cái chương trình đó. Nhưng mà nó không phải là vấn đề quyết định khi mà chúng ta làm việc với chương trình nào. Illustrator thì có một cái điểm rõ ràng là ưu thế của nó, đó là trong cái trong số các cái chương trình thiết kế đồ họa mà chúng ta hay sử dụng trong cái quá trình làm việc thì hầu hết nó là chương trình của hãng Adobe. Do đó là Illustrator thì nó sẽ rất là dễ dàng trong cái việc là trao đổi tài nguyên giữa các cái chương trình cùng họ nhà Adobe với nhau. Đấy, thì đấy là cái ưu thế cực kỳ rõ ràng của nó. Thế còn Corel thì ngược lại, nó lại có một cái đặc điểm khác, đó là cái tính dễ dễ tiếp cận. Đấy, nó không đòi hỏi người dùng phải làm việc một cách quá là chặt chẽ, quá là chuyên nghiệp. Tức là nó rất là dễ dàng trong cái cách tiếp cận và cái cách suy nghĩ để làm việc. Đấy, và đặc biệt nếu như mà có một cái ưu điểm nào đó mà chúng ta thấy rằng là nó rất là rõ ràng, thì bạn nào mà sử dụng Corel để làm cái công việc ở trong thiết kế biển bảng quảng cáo thì sẽ thấy rằng chính xác là đây là một chương trình nó ưu việt hơn hẳn so với lại Illustrator, bởi vì cái sự hỗ trợ của nó trong cái công việc đó nó rất là rõ. Thế và thực ra thì hai chương trình nó vẫn luôn luôn song hành với nhau, vẫn luôn luôn so kè với nhau, cố gắng đưa ra những tính năng mới để mà thuyết phục người sử dụng. Và thực tế thì sau một thời gian rất là dài Corel học theo Illustrator thì đến bây giờ bắt đầu lại đến một cái quy trình ngược lại, là lại đến cái thời điểm Illustrator đang phải học theo một số các công cụ, một số tiện ích hoặc một số các cách tư duy làm việc của Corel Draw. Đấy, tất nhiên là trong quá trình làm việc thì tôi cũng sẽ có những cái so sánh, có những cái giới thiệu khi mà chúng ta thấy là những cái công năng nó giống nhau thì cái gì hơn, cái gì kém, cái gì tiện hơn cái gì trong hai chương trình thì tôi cũng sẽ nói cho các bạn biết, để mà trong trong cái lúc mà chúng ta tiến hành một công việc cụ thể chúng ta cũng có thể quyết định được là chúng ta chọn cái công cụ nào để triển khai công việc cho nó hiệu quả hơn. Thế bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào giới thiệu cụ thể về chương trình Corel Draw. Thì chương trình Corel Draw của chúng ta thì hiện tại đang giới thiệu trên màn hình này là phiên bản X7. Thực ra thì mới nhất thì Corel mới ra cái phiên bản X8 rất mới. Tuy nhiên thì hiện tại thì chúng ta sẽ làm quen ở trên cái phiên bản đang được sử dụng
và phổ biến bây giờ, đó là X7 hay là phiên bản 17. Thế thì đây là màn hình lúc đầu tiên mà các bạn vào các bạn nhìn thấy. Thì Corel thì sẽ có mấy cái thành phần như thế này chúng ta cần phải nắm khi mà chúng ta mở một cái chương trình ra. Thì chúng ta sẽ thấy màn hình lúc đầu tiên vào nó sẽ có hình dáng như thế này. Trên cùng nó sẽ là tên của chương trình. Thanh thứ hai sẽ là thanh menu, nơi mà chúng ta sẽ gọi các cái lệnh trong quá trình làm việc. Thanh thứ ba thì gọi là thanh standard, cung cấp cho chúng ta những cái tiện ích đơn giản nhất mà hay sử dụng nhất, đó là mở, đóng, lưu, in, cắt, nhập, xuất tài liệu, vân vân, và một số các cái thiết lập cơ bản cho cái môi trường làm việc của Corel. Thanh tiếp theo nữa bên dưới thì nó gọi là thanh property. Cái này thì nó sẽ tương ứng với lại cái thanh option ở bên họ nhà Adobe. Nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái hỗ trợ trong quá trình chúng ta làm việc. Tùy thuộc vào việc là chúng ta chọn công cụ nào, chúng ta làm cái gì, chúng ta chọn cái gì, thì nó sẽ có những cái biến đổi cho nó phù hợp với lại cái công cụ hoặc là cái thao tác mà chúng ta đang làm. Thế còn khi mà chúng ta không chọn bất cứ cái gì cả thì nó sẽ hiện ra tất cả những cái thiết lập cơ bản cho cái trang làm việc của chúng ta. Phía bên tay trái thì là hộp công cụ, nơi chứa các công cụ mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái quá trình thiết kế của mình. Phía bên tay phải là hộp màu, hay là gọi là palette màu, nơi chúng ta sẽ lấy những cái màu để chúng ta tô vào trong các đối tượng trong bản thiết kế của chúng ta. Ở phía dưới chân này thì chúng ta có một cái thanh, nó gọi là thanh document palette. Đấy là nơi chứa những cái màu mà chúng ta sử dụng trong cái quá trình chúng ta thiết kế. Nó sẽ liệt kê đầy đủ những màu mà chúng ta đã pha, những màu mà chúng ta đã sử dụng trong cái bản thiết kế của chúng ta lúc mà chúng ta làm. Nó khác với cái bản này. Đấy. Thế còn ở phía dưới này là thanh trạng thái, nơi nó cung cấp cho chúng ta những cái thông tin về các đối tượng đang được chọn hoặc các cái công cụ mà chúng ta đang lựa chọn để làm việc. Thế thì bình thường ra thì sẽ có một cái tab nó gọi là Welcome Screen, nơi nó cung cấp cho chúng ta những cái gợi ý để mà chúng ta có thể làm việc lúc đầu tiên. Ở đây thì các bạn nhìn thấy là chúng ta có một vài cái lựa chọn. New Document này là để chúng ta tạo ra một tài liệu mới này. New From Template thì giúp chúng ta mở ra những cái khuôn mẫu, những cái định dạng tài liệu mẫu có sẵn, và sau đó thì chúng ta có thể tiến hành là đưa thêm thông tin hoặc là chỉnh sửa thông tin để trở thành một cái thiết kế mới. Open Resend thì cái phần này nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái tên file mà chúng ta làm việc gần nhất, để chúng ta có thể là tìm lại những cái tài liệu mà chúng ta vừa mới thiết kế một cách nhanh nhất mà không cần phải truy sâu vào trong các thư mục hoặc là trong các ổ đĩa. Thế thì về mặt tính chất thì chúng ta cũng hình dung là cái vai trò của Corel thì nó thiên về cái gì. Đấy, đây là một cái chương trình nó thuộc họ Vector, và bản chất của nó thuộc dạng creative, tức là nó sẽ sáng tạo mới ra tất cả những cái sản phẩm mà chúng ta cần. Ví dụ như là từ một ý tưởng ban đầu do khách hàng yêu cầu, chúng ta có thể thiết kế ra cho họ một cái logo, chúng ta có thể làm cho họ một cái card visit, một cái quyển catalog, một cái biển bảng quảng cáo, vân vân. Tất cả những cái thứ đó thì hầu như nó sẽ bắt đầu từ một cái ý tưởng nào đó, từ một đơn đặt hàng của khách hàng, và chúng ta sẽ làm từ những cái ý tưởng mới hoàn toàn, và nó mang cái tính chất là sáng tạo ra một cái sản phẩm mới. Cho nên là nó thuộc cái dạng gọi là creative, sáng tạo mới. Thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc là tạo ra một tài liệu. Thì các bạn có mấy cách như sau. Nếu mà cái thẻ welcome này mà vẫn mở thì các bạn có thể nhập vào cái lệnh new document ở góc trên này để các bạn tạo ra tài liệu mới. Hoặc không thì các bạn có thể lên trên thanh standard để các bạn chọn vào cái biểu tượng trang giấy trắng. Hoặc các bạn có thể là nhấn phím tắt, đó là phím Ctrl N,
một cái phím rất là phổ thông trong tất cả các chương trình chạy trên Win để tạo một cái tài liệu mới. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể vào đường chính danh nhất, đó là vào menu File, mở ra và chọn lệnh New ở trên đầu tiên này. Thì đấy là các cách để chúng ta có thể tạo ra một cái tài liệu mới ở trong Corel. Thế sau khi mà chúng ta nhấp lệnh tạo tài liệu mới thì sẽ có gì? Chúng ta sẽ có một hộp thoại mới được mở ra, có tên là Create a New Document. Ở trong này thì chúng ta sẽ cần phải lựa chọn và thiết lập một số các tham số. Thì phần name các bạn có thể là đặt tên cho tài liệu này hoặc không đặt tên. Nếu không đặt tên thì nó lần lượt sẽ đặt tên cho chúng ta là Untitled 1, Untitled 2, tùy theo cái số thứ tự cái tài liệu mà các bạn tạo mới. Sau đó thì các bạn có thể là chọn một số các cái tham số về cái khổ tài liệu khi mà các bạn làm việc. Ở đây thì tôi cũng phải nói luôn, Corel thì nó sẽ hỗ trợ tốt cho chúng ta làm các bề mặt quảng cáo và làm các cái sản phẩm mà in. Ở đây thì chúng ta cũng nói luôn, in thì chúng ta có nhiều cái thể loại in. Ví dụ như là chúng ta có thể nối cái máy tính của chúng ta vào một cái máy in để bàn, máy in màu, máy in laser để bàn chẳng hạn. Hoặc là chúng ta có thể là chuyển file xuống nhà in để in trên hệ thống máy in công nghiệp, in offset 4 màu. Thế và Corel thì nó được thiết lập để có thể là làm việc chuẩn xác cho cái công việc là in ấn offset đó. Do đó thì các bạn sẽ thấy rằng một số các tham số nó thiết lập sẵn ở đây thì nó đã để luôn vào trong cái chuẩn mực của cái in offset đó. Ví dụ như là phần primary color mode thì nó đã để sẵn cho chúng ta vào cái chế độ màu là CMYK, là cái chế độ màu chuẩn của in ấn offset 4 màu. Rendering resolution thì nó đã để sẵn cho chúng ta là 300 dpi, nghĩa là độ phân giải của tài liệu. Đấy. Thế ngoài ra thì phần trên này nó cho phép chúng ta lại thiết lập các cái khuôn khổ của cái khổ tài liệu. Ở đây là chúng ta sẽ xác nhận luôn là khổ này là cái khổ tài liệu, cái khu vực mà chúng ta sẽ làm việc, và đây được coi là cái khổ thành phẩm. Nếu mà chúng ta sổ danh sách cái phần preset destination ra thì chúng ta sẽ thấy là rất là nhiều các cái tùy chọn khác nhau. Trong đó thì chúng ta sẽ thấy là CorelDRAW default, rồi thì default CMYK, default RGB, web, vân vân, và custom. Thì đấy là một số các cái tùy chọn, và chúng ta sẽ tùy thuộc vào cái mục tiêu của cái bản thiết kế mà chúng ta sẽ chọn một cái tùy chọn làm sao cho nó phù hợp. Ở đây thì các bạn nhìn thấy rất rõ ràng là nó mặc định đó là CorelDRAW default, và nó cũng để sẵn luôn là chế độ CMYK này, có nghĩa là cái mặc định của nó là hỗ trợ để in ấn công nghiệp. Các bạn sẽ có một cái trường thứ hai, đó là cái phần size, thì nó cung cấp cho các bạn một số các cái khổ tài liệu mang tính chuẩn của quốc tế, và chúng ta sẽ xem xét xem là cái khổ khách hàng yêu cầu nó nằm ở trong cái khổ chuẩn nào, thì chúng ta sẽ sổ danh sách ra và chọn lại một cái khổ đó. Tiếp theo nữa thì ở dưới thì sau khi chọn khổ thì nó sẽ khai báo là cái khổ tài liệu này của chúng ta là nó dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Các bạn có thêm một cái trường đơn vị đo, thì trong này nó cung cấp đầy đủ tất cả các cái đơn vị đo mà chúng ta có thể là sử dụng. Và do là cái chương trình nó thuộc về Bắc Mỹ cho nên là nó lại để cái đơn vị đo gốc của nó là inch. Đấy, tuy nhiên là chúng ta có thể là chuyển thể về một cái đơn vị đo quen thuộc hơn đối với chúng ta, đó là cm hoặc là mm. Thế sau khi mà chúng ta thiết lập kích thước này, đây ví dụ chúng ta có thể tìm và chúng ta thấy rất là nhiều các cái kiểu khác nhau. Ví dụ như thiết kế một cái web banner, thiết kế in ấn hay là thiết kế một cái khổ gì đó thì nó cung cấp cho chúng ta rất là nhiều khổ chuẩn. Đấy, và chọn lấy một khổ. Sau đó thì chúng ta sẽ thiết lập đơn vị đo. Đấy. Và sau khi mà thiết lập đơn vị đo rồi kích thước của sản phẩm thì chúng ta còn có một cái trường nữa để chọn lựa giữa cái khổ trình bày. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai khổ trình bày là khổ đứng hoặc là khổ nằm ngang. Đấy, vẫn cùng một kích thước đó nhưng mà chúng ta có thể thiết lập đứng hay ngang. Thế tùy vào yêu cầu của khách hàng là muốn chúng ta thiết kế ra một cái sản phẩm nó theo khổ đứng hay khổ ngang mà chúng ta chọn cái khổ ở đây. Đây, hình dạng rất là cụ thể.
đó, portrait hoặc là landscape, thì các bạn ấn vào đâu thì nó sẽ thiết lập cho chúng ta xem cái dạng trang như thế. Thế còn phần ở đây là phần number a page, thì đây là một cái phần để chúng ta thiết lập tài liệu này là một trang hay là nhiều trang. Ở đây là một cái phần mà nó đem lại một sự khác biệt tương đối lớn giữa Corel với lại Illustrator. Đấy, Corel ngay từ những phiên bản rất là thấp thì nó đã hỗ trợ chúng ta làm việc với tài liệu nhiều trang rồi. Tuy nhiên là Illustrator thì mãi tới tận cái phiên bản cực kỳ mới gần đây nó mới bắt đầu hỗ trợ chúng ta là làm việc với tài liệu nhiều trang như vậy. Còn trước đây thì không có. Thì đấy là một cái ví dụ để chúng ta nói rằng là có những cái sự mà giao thoa, có những sự học hỏi lẫn nhau giữa chương trình đó và chương trình kia. Đấy. Mọi người thì chê là Corel nó không được chuyên nghiệp lắm, nhưng mà rõ ràng là bây giờ đang là thời điểm Illustrator đang phải học lại rất nhiều thứ mà Corel nó đã có từ lâu rồi. Đấy. Sau khi mà chúng ta thiết lập xong những cái thứ mà tương đối cơ bản như thế này thì các bạn có thể là nhấp OK để mà vào làm việc. Thế còn phần preview mode thì ở đây chúng ta có một số các cái tùy chọn để hiển thị những cái đối tượng mà chúng ta tạo ra ở trong cái màn hình là cái gì. Thì Corel để sẵn cho chúng ta ở chế độ enhance này, tức là cái chế độ mà nó cho cái hiển thị tốt nhất, mịn màng nhất. Thế còn trong các cái chế độ khác thì chúng ta sẽ thấy là nó hiển thị nhanh hơn, nhưng mà đồng thời là nó sẽ sơ lược hơn, ví dụ như là chỉ có một vùng xám để hiển thị một đối tượng hoặc là những cái đường viền hiển thị đối tượng thôi chứ không có bề mặt ở trên. Cách đó thì nhanh cho phép chúng ta là quan sát một cách tổng quát, tuy nhiên là chi tiết thì nó sẽ không đẹp bằng và không có cụ thể bằng cái enhance này. Sau đó thì nhấp OK, chúng ta sẽ có được một cái giao diện làm việc như thế này. Thế khi mà trang tài liệu mở ra thì bắt đầu chúng ta sẽ xem xét thêm mấy vấn đề như sau. Ở giữa màn hình thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện một cái hình chữ nhật và có một cái phần bóng ở đây. Thì cái này nó sẽ được gọi là trang làm việc hay là khu vực làm việc. Đấy. Nó giống như là một cái trang giấy A4 do chúng ta thiết lập ra. Thế còn xung quanh này giống như là một cái mặt bàn. Thế vai trò của cái trang này thì thực ra thì nó được thiết lập để xác nhận về cái gọi là khổ in. Tại vì là khi mà chúng ta làm xong không phải là để chúng ta ngắm nghía với nhau ở trên máy, mà về mặt nguyên tắc làm xong chúng ta sẽ chuyển file đi xuống nhà in để in ra thành một sản phẩm gì đó. Và cái khổ mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây chính là cái khổ in hay là cái vùng in. Tại sao lại nói là như thế? Tại vì là nếu như chúng ta ví đây là một cái trang giấy và xung quanh nó là mặt bàn thì có một cái vấn đề đó là thực ra thì tôi viết vào giấy cũng được, tôi viết lên mặt bàn cũng được. Tuy nhiên là trong thực tế thì tôi chỉ có thể là cầm tờ giấy lên nộp được thôi, chứ tôi không thể bê cả cái mặt bàn đi để tôi nộp. Do đó thì cái trang giấy nó chính là cái khu vực xác nhận là cái sản phẩm của chúng ta thiết lập ra nó khả dụng. Tại vì nếu như tôi có một đối tượng ở trong này thì khi tôi nối máy in ra thì nó có thể in ra được. Một đối tượng mà nằm theo cái dạng là nửa trong nửa ngoài thì các bạn sẽ chỉ thấy trong bản in cái phần nằm ở trong cái trang giấy này thôi, còn phần nằm ngoài này không xuất hiện, sẽ bị mất đi. Còn một đối tượng mà nằm hẳn ở ngoài như thế này thì chúng ta nhìn thấy nó trên màn hình làm việc, chúng ta nhìn thấy nó trong file, nhưng mà khi nối máy in chắc chắn đối tượng này sẽ không được in ra. Do đó cái khu vực này nó sẽ cần thiết để giúp chúng ta làm việc. Tất cả những cái gì nằm trong bản thiết kế thì nó phải nằm trong khổ này. Thế và khi mà đã có trang giấy làm việc rồi thì chúng ta sẽ chọn các công cụ ở trong cái hộp công cụ này để chúng ta đưa vào chúng ta làm việc. Tất nhiên là các bạn có thể làm việc ở đây, có thể làm việc ở trong trang giấy, nhưng cuối cùng kiểu gì các bạn cũng sẽ phải sắp xếp những cái đối tượng cần thiết ở trong bản thiết kế vào trong này. Đấy. Thế còn khi mà chúng ta mở một cái tài liệu ra thì lúc đó các bạn sẽ nhìn thấy thêm một cái thước. Đấy, chúng ta sẽ có một cái thước ngang và một cái thước dọc nằm ở đây. Và đây là cái thước để mà chúng ta sẽ hình dung ra về mặt kích thước của các đối tượng. Rồi thì chúng ta thiết lập các cái tọa độ cho cái trang tài liệu. Ví dụ như các bạn nhìn thấy là cái thước ngang thì nó có tọa độ 0, nó sẽ nằm ở cái vị trí lề trái của trang giấy. Và cái thước dọc
thì có cái tọa độ không này nó nằm ở, ở vị trí góc dưới bên trái của tờ giấy. Như vậy là tọa độ không của cái trang làm việc này nó sẽ bắt đầu từ góc dưới bên trái của cái trang làm việc của chúng ta, và từ đó nó sẽ tính toán ra các cái đối tượng kia nó nằm ở trong cái tọa độ như thế nào. Thế thì khi đã có trang giấy rồi thì chúng ta sẽ đưa các cái đối tượng, chúng ta sẽ tạo ra các đối tượng và chúng ta đặt vào trong bảng thiết kế. Thế thì trước khi mà làm việc với lại cái các cái đối tượng hoặc là các công cụ thì chúng ta cũng nói luôn về một vài cái khái niệm tương đối là cơ bản và cần phải nắm được ở trong Corel. Đấy là khi các bạn tạo ra một đối tượng ở trong Corel thì đối tượng này nó sẽ có hai thuộc tính chính. Một là bề mặt của đối tượng và hai là cái đường viền của đối tượng. Tuy nhiên ở trong Corel thì nó có một cái tư duy làm việc như sau. Đó là khi tôi vẽ một đối tượng mới thì tôi sẽ chỉ nhìn thấy cái đường viền của đối tượng thôi. Còn bề mặt của đối tượng thì chưa được tạo ra. Chúng ta sẽ thấy rằng là khi tôi đặt một cái tài liệu vào đây, một cái đối tượng vào đây thì tôi nhìn thấy cái cạnh của cái trang giấy này. Có nghĩa là ở đây trống, chúng ta có thể nhìn xuyên qua cái khung này và chúng ta nhìn thấy cái phần trang giấy ở bên dưới. Khi mà tôi bắt đầu tô một màu vào cho nó thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta không nhìn thấy cái viền ở đây nữa. Đấy. Thì một đối tượng ở trong Corel sẽ luôn luôn có một cái đường viền mảnh màu đen, còn bề mặt là chưa được tô màu. Sau khi mà chúng ta chọn lựa tô màu thì lúc đó đối tượng mới có màu và lúc đấy chúng ta mới nhìn thấy bề mặt. Đây cũng là một cái điểm rất khác của Corel so với Illustrator. Illustrator thì thường là nó sẽ khi mà chúng ta làm việc thường là nó sẽ có một cái màu nào đó sẽ được tô sẵn vào trong cái đối tượng, và đấy là một cái mà tôi cho rằng là một điểm tôi không thích ở trong Illustrator. Đấy. Tại vì là thực ra thì chúng ta không phải làm một bản thiết kế là chỉ có một vài cái ô, một vài cái đối tượng mà còn rất nhiều. Thế khi mà vẽ bất cứ đối tượng nào ra nó cũng được tô sẵn một màu như thế thì không phải lúc nào cái màu đó nó cũng phù hợp với lại yêu cầu của tôi. Và thường thường là những cái đối tượng được vẽ sẵn, tô màu sẵn như thế thì sau đấy chúng ta đều phải lựa chọn nó và lại tô lại một màu khác cho phù hợp ý tưởng. Do đó thì cái việc mà tô sẵn một cái màu đó thì nó cũng không đem lại một cái điểm gì hay ho cả. Đấy, trong khi là Corel thì nó sẽ đi theo cái hướng là hãy chỉnh kích thước, hãy chỉnh hình dáng, hãy chỉnh vị trí của đối tượng làm sao cho nó phù hợp. Sau tất cả những cái đó rồi thì mới đến cái vấn đề gọi là tô cho nó màu gì. Thì nó có lẽ là đấy là một tư duy mà tôi thích thằng Corel hơn là Illustrator. Đấy, tất nhiên thằng nào như vừa nãy tôi nói luôn luôn có những cái điểm mà thằng nào phải học thằng kia. Đấy, thì riêng Corel thì cái tư duy làm việc với đối tượng lúc mà mới tạo ra thì tôi thích cái đó hơn là Illustrator. Thế vào đây, vừa nãy thì có giới thiệu nhanh là cái Document Palette. Thì các bạn nhìn thấy là khi tôi bắt đầu tô một cái màu nào đó vào trong cái đối tượng ở trong bản vẽ thì cái màu đó sẽ được tự động nhặt ra và đưa xuống cái Document Palette. Và sau này khi chúng ta lưu cái tài liệu rồi thì bao nhiêu cái màu đã được sử dụng, đã được dùng qua ở trong cái bài thiết kế của chúng ta, nó sẽ được liệt kê đủ ở đây và chúng ta sẽ có một cái thông tin đầy đủ về những màu chúng ta đã từng sử dụng trong cái bản thiết kế. Thế tiếp theo thì chúng ta sẽ làm việc với lại cái thao tác cơ bản nhất, đó là tạo ra những cái đối tượng đầu tiên ở trong Corel. Thì để tạo ra một đối tượng đầu tiên ở trong Corel thì chúng ta cần phải làm việc với những công cụ. Và chúng ta sẽ có hai dạng. Một là những công cụ cho sẵn, tức là chúng ta chỉ việc là chọn công cụ, sau đó nhấp chuột và kéo để tạo ra một cái đối tượng ở trong bản vẽ. Thế và dạng thứ hai là chúng ta sẽ có những cái công cụ và bút vẽ để chúng ta có thể là tự mình tạo ra những cái đối tượng với hình dáng, với yêu cầu đặc biệt hơn. Thế thì trong số những cái công cụ cơ bản để tạo ra những cái đối tượng ở trong Corel thì chúng ta sẽ có mấy công cụ như sau. Đó là nhóm công cụ Rectangle Tool, công cụ Ellipse Tool và nhóm công cụ bao gồm Polygon, Star, Complex Star, Graph Paper, Spira và một số các cái hình dạng đặc biệt cho sẵn. Thế thì trước hết là chúng ta làm việc với hai cái hình cực kỳ cơ bản, đó là hình chữ nhật và hình
Elip. Công cụ vẽ hình chữ nhật thì có tên là Rectangle và phím tắt của nó là F6. Sau khi chúng ta chọn công cụ, chúng ta đưa công cụ vào trong trang giấy. Sau đó thì thao tác như sau. Các bạn nhấp giữ chuột. Sau đó thì các bạn kéo dê chéo một đường. Có thể to, có thể nhỏ, có thể cao, có thể thấp, có thể ngắn, có thể dài. Và các bạn quan sát cái hình cung đen đen mà đang được tạo ra ở trên màn hình. Khi nào mà các bạn cảm thấy là hài lòng với kích thước của nó thì các bạn có thể là nhả chuột ra và một hình chữ nhật đã được tạo ra ở trong màn hình. Và cũng giống như vừa rồi tôi giới thiệu, nó mới chỉ có đường viền màu đen và bề mặt thì chưa hề có. Đấy. Thế thì cái hình này thì nó sẽ được khai báo rất là cụ thể ở phía dưới thanh trạng thái này. Các bạn nhìn là khi tôi đang vẽ ra và nó vẫn còn đang có đủ 8 cái tay nắm điều khiển màu đen bao xung quanh, thì đối tượng này được khai báo ở dưới thanh trạng thái đó là Rectangle on Layer 1, tức là nó thông báo đây là đối tượng hình chữ nhật nằm ở trên layer thứ nhất. Có một số thông số nữa cũng được thông báo ở đây, ví dụ như là các bạn nhìn thấy cái sô đổ màu này là đại diện cho cái công cụ để tô màu bề mặt, thì nó có một cái ô hình vuông có gạch chéo và có kèm theo chữ 5, có nghĩa là chưa tô màu đó. Biểu tượng hình cái bút này thì là đại diện cho cái đường viền, và nó cũng thông báo luôn đó là độ dày đường viền đang là 0,176mm và màu tô là màu đen với các chỉ số là C0, M0, Y0 và K100. Đấy là những thông số chúng ta có thể đọc ra ngay lập tức về cái đối tượng đang được chọn này. Thế thì thao tác vẽ ra một hình chữ nhật này thì rất là đơn giản, rất là nhanh. Nhưng mà chúng ta còn có thêm một cái công cụ nữa, đó là công cụ Tripoint Rectangle. Công cụ này thì giúp chúng ta có thể tạo ra một cái hình chữ nhật theo một phong cách khác. Bình thường ra thì đối với công cụ hình chữ nhật, theo cái thói quen mà viết của chúng ta, có nghĩa là chúng ta sẽ viết từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, qua đó thì thường là chúng ta sẽ di chuột theo cái góc là gì đấy ạ, góc trên cùng bên trái, sau đó thì nhấp giữ chuột và dê xuống góc dưới bên phải để tạo ra cái hình chữ nhật. Và cái hình này thì nó luôn luôn là vuông góc với trang giấy, bất kể nó to hay nó nhỏ. Tuy nhiên là trong thực tế thì không phải lúc nào các hình chữ nhật của chúng ta trong bản thiết kế nó cũng nằm theo chiều ngang. Có những hình chúng ta thiết kế và nó sẽ nằm theo chiều chéo. Thế thì để làm ra những cái đối tượng theo chiều chéo như thế, chúng ta sẽ phải có những thao tác để chúng ta xoay, chúng ta chỉnh cái hình mà đang nằm ngang như thế này trở thành một hình chéo. Thì Corel cung cấp cho chúng ta một cái phương pháp khác, đó là sử dụng công cụ Tripoint Rectangle. Và nó sẽ thao tác như sau. Các bạn quan sát cái sự khác biệt giữa hai cái cách vẽ. Nhấp chọn công cụ, sau đó thì các bạn đưa chuột vào trong màn hình và các bạn nhấp giữ, các bạn kéo cho tôi một đường. Khi các bạn kéo một đường đến đây thì các bạn nhả chuột ra, có nghĩa là chúng ta sẽ xác nhận được một chiều của hình chữ nhật. Sau khi nhả chuột rồi thì chúng ta sẽ dê chuột tới vị trí mới. Cao thấp bao nhiêu, dài ngắn thế nào, chúng ta quan sát trên thực tế. Khi nào cảm thấy hài lòng về cái kích thước chiều thứ hai thì chúng ta nhấp chuột thêm một lần nữa thì chúng ta sẽ tạo ra được cái hình chữ nhật. Điểm khác biệt ở đây là gì? Tôi xác nhận từng chiều. Đấy. Từng chiều một. Và điểm khác lớn nhất và quan trọng nhất của cái này đó là nó không bắt chúng ta luôn luôn phải vẽ ra một hình nằm ngang, mà các bạn thích thì các bạn có thể nhấp chuột, các bạn vẽ một đường theo chiều chéo. Đấy, sau khi mà các bạn xác nhận xong một chiều rồi, nhả chuột ra và các bạn kéo tiếp, các bạn sẽ có chiều thứ hai. Và khi tôi hoàn thành cái đối tượng thì đối tượng này nó có góc chéo luôn. Nó sẽ bớt đi một cái thao tác là vẽ ra một hình nằm ngang, sau đó thì xoay lật nó lại để nó trở thành một cái hình có góc chéo như thế này. Cho đến giờ thì cái này vẫn là công cụ độc quyền của Corel. Illustrator chưa có cái tính năng vẽ theo kiểu chéo luôn thế này, mà vẫn phải đi từng bước một, tức là vẽ ra một cái hình nằm ngang, rồi thích xoay bao nhiêu thì xoay, thích chéo bao nhiêu thì phải điều chỉnh. Đấy. Thế thì hai cái này có khác gì nhau không? Không khác gì nhau.
khác nhau ở cái thao tác làm ra nó thôi. Còn cái nhận diện thì các bạn nhìn thấy ở bên dưới thành property, thành trạng thái, thì nó vẫn cứ thông báo rằng là đây là một hình chữ nhật. Đấy, cách vẽ thì hơi khác nhau nhưng nhận diện thì hoàn toàn giống nhau. Bây giờ chúng ta mới xem là cái đối tượng này thì nó có những cái thuộc tính gì. Những cái đối tượng mà được vẽ ra chỉ bằng một hai thao tác nhấp chuột thì đều là những cái đối tượng mà mang tính đặc biệt, được coi là đối tượng đặc biệt ở trong Corel. Và những đối tượng đặc biệt luôn luôn mang trong nó những cái thuộc tính riêng. Thế thì đối tượng dạng hình chữ nhật này nó có những thuộc tính như thế nào? Các bạn nhìn lên trên thanh property thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó xuất hiện một số các cái hỗ trợ, nó nằm ở khu vực này, bao gồm 3 icon để cho chúng ta điều chỉnh cái góc của đối tượng. Đấy. Ở đây chúng ta có V tròn góc này, V tròn góc nhưng mà nó vào trong này, và cắt vắt. Thế và để thực hiện cái điều này thì các bạn nhìn vào đây, nó có 4 cái ô góc nhà radius để cho chúng ta có thể là nhập một tham số vào đây. Sau khi chúng ta nhập một tham số vào đây thì nó sẽ điều chỉnh cái góc của cái đối tượng. Do cái hình của chúng ta có 4 góc cho nên chúng ta có 4 ô đại diện cho 4 góc trái phải trên dưới. Và ở giữa 4 góc này thì nó có một cái hình cái khóa. Cái khóa này nếu mà được nhấn xuống thì các bạn chỉ việc là nhập một tham số vào trong một ô bất kỳ, có thể là trái trên, phải trên, trái dưới, phải dưới gì đó, và sau đó thì chúng ta enter để xác nhận, thì lập tức là cả 4 góc sẽ chịu chung một cái thay đổi. Ví dụ bây giờ tôi về cái này cho một con số ví dụ 20 chẳng hạn. Sau khi tôi nhấp chuột enter thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi chỉ nhấp vào trong góc trên trái, nhưng mà khi tôi xác nhận tham số thì toàn bộ các góc còn lại cũng sẽ được vê tròn theo cái tham số mà chúng ta vừa làm. Lý do là vì 4 góc này đã được khóa tham số lại với nhau, cho nên chỉ cần chỉnh một nó sẽ tác động đến cả 4. Thế thì chúng ta có thể điều chỉnh riêng từng góc một hay không? Chúng ta có thể làm được. Các bạn quan sát, bây giờ trả về hình chữ nhật chuẩn với 4 góc là vuông. Bây giờ tôi tháo cái khóa này ra thì lúc này 4 góc nó sẽ hoạt động độc lập với nhau. Tôi có thể cho mỗi góc hoạt động theo một tham số khác nhau. Ví dụ góc này là 10, góc này là 20, góc này là 30, góc này là 40. Ví dụ thế. Thì các góc, mỗi góc sẽ được điều chỉnh theo một tham số riêng hoàn toàn khác nhau. Và kể cả trong trường hợp tôi vê tròn một góc mà các góc kia vẫn vuông góc thẳng hàng cũng không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên là chúng ta ở đây chúng ta có 3 cái tùy biến. Đó là vê góc tròn như thế này, vê góc tròn lõm vào trong. Đấy, hoặc là vát chéo. Thì khi tôi bấm vào một trong 3 cái icon hiển thị ở trên thanh trạng thái này, thanh property này, thì nó sẽ thể hiện lại cái góc này đúng theo cái tùy chọn của tôi. Các bạn sẽ thấy rằng là việc thay đổi những cái này thì rất là dễ. Tuy nhiên 4 góc này thì nó sẽ chịu chung một cái điều chỉnh. Chúng ta không có khả năng là một góc này thì tròn ra ngoài, một góc này thì tròn vào trong, một góc khác thì vát, một góc khác thì không làm gì cả, thì chúng ta không làm được như thế. Nó sẽ chịu chung tất cả những cái điều chỉnh giống nhau. Đấy. Thì đấy là những cái thuộc tính rất là đặc biệt của hình chữ nhật. Và bất kể là nó được tạo ra bởi cái công cụ hình chữ nhật cổ điển hay là công cụ vẽ hình chữ nhật theo kiểu 3 điểm thì nó cũng đều cho phép chúng ta thiết lập những cái giống nhau. Đấy. Đều có thuộc tính như thế cả. Thế là như vậy chúng ta đã làm quen với lại cái công cụ đầu tiên là công cụ vẽ các hình chữ nhật ở trong Corel Draw. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm việc với lại cái công cụ thứ hai, cũng là một hình rất là cơ bản, đó là hình ellipse. Phím tắt của nó là F7. Khi tôi nhấp chọn công cụ ellipse và đưa vào trong màn hình thì thao tác cũng giống như hình chữ nhật thôi, nhấp giữ chuột và dê xuống phía dưới bên phải theo cái thói quen viết của chúng ta, và sẽ tạo ra một hình ellipse có thể ngắn, dài, cao, thấp, rộng, hẹp tùy tay chúng ta. Quan sát cho tới khi nào mà các bạn cảm thấy hài lòng thì nhả chuột ra và chúng ta sẽ có hình ellipse
như chúng ta đã thấy cái lúc mà chúng ta vừa cáo chuột. Xét điểm đặc biệt của hình elip này thì nó có mấy cái tùy biến như sau. Hình chữ nhật thì chúng ta có ba cái phương pháp gọi là về góc khác nhau. Tuy nhiên hình elip thì chúng ta lại có ba biến thể thể hiện. Một là elip, hai là pi và ba là arc. Đối với hình elip thì nó sẽ là một cái hình hoàn chỉnh. Nhưng nếu chúng ta chọn là pi thì chúng ta sẽ biến cái hình elip này thành ra một cái hình mà bị cắt khuyết, giống như một cái bánh bị cắt mất một góc. Và trường hợp thứ ba, biến thể thứ ba, đó là chúng ta nhấn arc thì lúc này nó sẽ không có cái bề mặt nữa mà nó chỉ có một cái cung dây tròn như thế này thôi. Để minh họa thì có lẽ là chúng ta nên tô một màu vào đây. Thì các bạn sẽ thấy rằng là để hình elip này, để hình pi này, thì hai dạng này nó đều có bề mặt có thể thể hiện. Nhưng mà nếu tôi bấm sang dạng thứ ba là arc thì các bạn sẽ thấy là cái bề mặt tô màu biến mất, và lúc này chúng ta sẽ chỉ còn nhìn thấy cái đường viền thôi. Cái này cũng nói lên một cái vấn đề mà khác biệt giữa thằng CorelDRAW và Illustrator. Đó là trong CorelDRAW chúng ta có thể có hình khép kín và là hình hở, cũng giống như là Illustrator. Tuy nhiên trong CorelDRAW thì chỉ có những hình mà mang tính khép kín thì nó mới có thể tô màu và hiển thị màu. Thế còn những cái hình hở thì chúng ta có thể tô màu nhưng mà sẽ không hiển thị màu nếu như cái hình của chúng ta là hình đang không khép kín. Thế và khi mà một cái hình dạng pi hoặc là dạng arc này thì các bạn sẽ thấy là nó có hai cái trường đấy, start và ending angle. Nó cho phép chúng ta điều chỉnh cái điểm bắt đầu và điểm cuối của cái đường cong này hoặc là cái pi này. Tôi nhấp chuột vào đây để tôi ra giảm tham số thì tôi sẽ có cái sự dịch chuyển ở trong cái hình này, và chúng ta sẽ thấy rằng là tôi có thể điều chỉnh được cái hình elip này nó có giá trị bao nhiêu, nó hiển thị như thế nào. Và ở bên cạnh thì chúng ta có một cái nút lệnh gọi là Change Direction. Khi tôi bấm vào cái Change Direction này thì nó sẽ cho tôi lấy cái phần còn lại nếu như tôi dùng một trong hai trường hợp arc hoặc pi. Đây ví dụ 0 và 270 chúng ta sẽ có 3 phần tư của cái này thôi. Và nếu tôi bấm vào đây thì tôi sẽ lấy được cái phần tư khuyết còn lại. Đấy, và bấm một lần nữa thì sẽ cho chúng ta lại thấy cái phần 3 phần tư kia. Thế thì đây là cái công cụ vẽ hình Corel, vẽ hình elip cơ bản ở trong Corel. Thế còn cái biến thể thứ hai cũng tương tự như là cái biến thể vẽ hình chữ nhật bằng 3 điểm, thì chúng ta cũng có một công cụ được gọi là Tripoint Ellipse. Thao tác của nó cũng tương tự như là thao tác vẽ hình chữ nhật, đó là nhấp giữ chuột và kéo một đường. Sau khi mà chúng ta hài lòng rồi, chúng ta nhả chuột ra thì chúng ta sẽ có một cái độ dài đường kính của hình elip này. Và tiếp tục không nhấp chuột mà dê chuột không thôi thì chúng ta sẽ xác định tiếp cái đường kính thứ hai của hình elip này. Khi nào mà các bạn cảm thấy hài lòng, kích chuột, chúng ta sẽ có cái hình elip vẽ theo cái phong cách là xác định 3 điểm, điểm đầu, điểm cuối và cái độ cao. Và cũng giống như hình chữ nhật kia, tôi cũng có thể vẽ một hình elip mà nó nghiêng sẵn luôn như thế này. Đấy. Như vậy là chúng ta thấy là hai cái thao tác làm việc với lại hình chữ nhật và hình elip thì nó rất là dễ, đúng không ạ? Đến đây thì chúng ta sẽ làm quen tiếp với lại cái nhóm công cụ thứ ba, các hình cơ bản thứ ba. Nhóm này thì nó tương đối nhiều đối tượng. Đầu tiên là polygon, thứ hai là star và thứ ba là complex star. Chúng ta sẽ giới thiệu ba cái này đã. Với polygon thì phím tắt của nó là y dài. Chọn công cụ, sau đó thì chúng ta sẽ quan sát trên thanh property để thiết lập một số các cái tham số cho nó. Thì do đây là công cụ vẽ hình đa giác cho nên trước khi vẽ thì chúng ta nên xác nhận nó là dạng đa giác có bao nhiêu cạnh. Đấy. Thì hiện tại chúng ta đang nhìn thấy con số 6 ở trong cái trường point or size.
Và các bạn muốn cái đối tượng của chúng ta vẽ ra nó có bao nhiêu cạnh thì các bạn sẽ nhập con số cụ thể vào đây. Tất nhiên các bạn có thể vẽ xong rồi các bạn chỉnh cũng được. Đây, thao tác bây giờ tôi cứ nhấp chuột tôi vẽ ra đại ra một hình. Tôi có thể kéo sang trái, kéo sang phải, kéo thấp, kéo cao, kéo nông, kéo hẹp, thì nó cũng sẽ ra một cái hình có đủ các cạnh như là các con số mà chúng ta đã thiết lập ở trên thành property. Tuy nhiên nếu mà các bạn muốn một hình mà mang tính cân đối thì các bạn trong lúc vẽ các bạn nhấn phím Ctrl cho tôi thì nó sẽ tạo ra một cái hình đa giác đều. Lệnh này cũng được sử dụng trong hai công cụ phía trên. Đối với công cụ hình chữ nhật rectangle, bình thường ra thì tôi sẽ vẽ ra các hình chữ nhật đúng nghĩa. Thế nhưng nếu như mà tôi giữ phím Ctrl trong lúc vẽ thì tôi sẽ có một cái hình chữ nhật đặc biệt. Đó là một hình chữ nhật mà có bốn cạnh đều bằng nhau. Đó là hình vuông. Thế còn nếu mà công cụ ellipse thì chúng ta nhấp giữ Ctrl thì chúng ta sẽ có một cái hình ellipse đặc biệt, trong đó cả hai đường kính nó đều bằng nhau thì chúng ta sẽ có là hình tròn. Đấy. Thế còn đa giác thì các bạn sẽ có đa giác đều khi các bạn nhấn giữ phím Ctrl. Còn số cạnh thì nó sẽ được vẽ ra theo cái tham số ở trong ô Point or Side. Có thể điều chỉnh sau khi vẽ với điều kiện là các bạn chọn đối tượng đó, sau đó thì các bạn gia giảm tham số vào đây. Ví dụ bây giờ tôi muốn không phải lục giác nữa mà là bát giác chẳng hạn, tôi nhấn phím 8 ở đây để tôi nhập số vào đây, nhấn Enter xác nhận thì các bạn sẽ có một hình bát giác. Có nghĩa là vẽ rồi chúng ta vẫn có quyền chỉnh. Thì vẽ cái hình này thì nó rất là đơn giản như thế thôi. Cần bao nhiêu cạnh thì các bạn nhập trước rồi vẽ sau, hoặc là cứ vẽ đại ra đi, sau đó thì các bạn gia giảm tham số cũng được. Thế còn các cái yêu cầu cụ thể ở đây thì nó chỉ có một yêu cầu là một cái tham số cần lưu ý, đó là cái hình đa giác mà có số cạnh ít nhất mà chúng ta có thể vẽ được là hình tam giác, thế thôi. Còn minimum nó là bao nhiêu thì tùy ý các bạn. Đấy, đẩy lên đến một lúc nào đó thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ trở nên giống hình tròn. Thế còn ít nhất thì phải đảm bảo là ba cạnh như thế này. Thế đấy là công cụ vẽ hình đa giác. Công cụ thứ hai ở trong nhóm đó là công cụ Star. Nghe tên thì chúng ta sẽ biết ngay nó là làm cái gì rồi, vẽ các hình ngôi sao. Và chúng ta sẽ có cái ngôi sao mà số cạnh ít nhất là ba cánh. Nhấp chuột chúng ta vẽ. Thế đây, chúng ta đang có cái ngôi sao 12 cánh. Bây giờ tôi cho nó 3 là con số ít nhất thì chúng ta sẽ có cái hình sao 3 cánh như này, rất giống như là cái phần giữa của logo xe Mercedes. Đó, tăng lên nữa có được không? Được. Tăng lên 4 cánh, 5 cánh. Đó, sao 5 cánh có vẻ là sao phổ thông nhất. Tuy nhiên là thích nhiều cánh nữa thì các bạn cứ nhấp cái con số này tăng lên và các bạn sẽ có cái ngôi sao mà có nhiều cánh như các bạn yêu cầu. Đấy. Thế thì ở đây thì nó có mấy cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý. Khi chúng ta làm việc với một ngôi sao này thì các cái tham số để mà chúng ta làm việc nó hơi khác so với lại cái công cụ chữ nhật và công cụ ellipse vừa nãy. Chúng ta sẽ có hai tham số cần phải làm chủ. Một là tham số point or size thì nó sẽ thiết lập cái số lượng cánh hoặc là đỉnh của ngôi sao. Thế còn trường hợp thứ hai là cái tham số sharpness. Tham số sharpness thì nó sẽ thiết lập cho chúng ta cái gì ạ? Nó thiết lập cho chúng ta cái độ thấp của cái ngôi sao này. Khi mà tôi gia giảm tham số thì chúng ta sẽ thấy sự thay đổi của ngôi sao, hoặc là nó sẽ mập lên hay là nó sẽ gầy đi. Ví dụ tôi tăng không phải là tham số chuẩn là 53 nữa, mà bây giờ tôi tăng nó lên thì sao? Thì chúng ta sẽ thấy là tham số này là càng cao thì cái giá trị của cái đoạn thấp này nó càng đẩy vào trong và chúng ta sẽ có một ngôi sao gầy. Ngược lại, nếu như tôi giảm cái tham số này đi thì cái điểm sharpness này nó sẽ chạy ra ngoài và chúng ta sẽ có một ngôi sao béo. Đấy. Mặc định của chương trình thì nó để cho chúng ta ở tham số là 53 thì chúng ta sẽ có một ngôi sao
và cái cánh trên này nó ngang như thế này này. Đấy là vị trí 53, thì đấy là cái ngôi sao chuẩn lúc đầu tiên mà chúng ta vẽ ra. Thì để thao tác một cái ngôi sao này thì các bạn thấy là nó cũng rất là đơn giản như vậy thôi. Đấy, vẽ ra, sau đó thì chúng ta điều chỉnh thêm một chút về cái tham số sharpness hoặc là point of sight. Thế còn cuối cùng ở trong nhóm thì chúng ta sẽ có một cái công cụ nữa, đó là công cụ complex star. Complex star thì cũng là một dạng star, nhưng mà nó có cái sự khác biệt, đó là nó không kín, nó luôn luôn sẽ có một khu vực nào đó hở. Đây các bạn quan sát một chút, tôi chọn cái đối tượng và tôi tô thử một màu vào đây. Và thông qua như thế này thì các bạn thấy là cái thao tác tô màu nó cũng tương đối đơn giản đúng không ạ? Chọn đối tượng, sau đó thì các bạn bấm vào một màu nào đó ở trong bảng màu này thì nó sẽ được tô vào đây. Thế thì bây giờ các bạn quan sát cái hình ngôi sao này của tôi vừa mới vẽ. Thì đây là một ngôi sao kín đúng không? Không có khoảng hở, không có lỗ thủng nào cả. Tuy nhiên complex star thì nó khác biệt đấy. Bây giờ chúng ta thử một ngôi sao cũng là 5 cánh đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái cách vẽ như sau. Vẽ ra một hình ngôi sao 5 cánh. Và bây giờ thì các bạn quan sát thử. Đây tôi hủy, tạm thời hủy bỏ cái đường viền bề mặt tô. Thì đây các bạn nhìn thấy bên trái là ngôi sao được vẽ ra bởi công cụ star, còn bên phải là ngôi sao được vẽ ra bởi công cụ complex star. Nhìn thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái ngôi sao này sẽ có những cái đường đan vào bên trong, còn thằng này chạy theo đường chu vi thôi. Thế nếu như tôi tô màu thì các bạn sẽ thấy có sự khác biệt. Ngôi sao được tạo ra bởi công cụ star thì nó luôn luôn là đặc như thế này, còn ngôi sao được tạo ra bởi complex star nó sẽ có lỗ thủng. Bây giờ chúng ta xem xét tiếp một số các cái vấn đề tiếp theo nữa. Đó là cái complex star này thì nó cho phép tạo ra một cái ngôi sao có ít nhất là bao nhiêu cánh? Thu xuống không được nữa. Có nghĩa là riêng cái thằng complex star thì bắt buộc là tối thiểu các bạn phải có 5 cánh thì mới vẽ ra được nó. Trong khi cái thằng star thông thường này các bạn có thể lui nó xuống là 3 mới là minimum. Đấy. Đấy là điểm khác biệt thứ nhất. Điểm khác biệt thứ hai là gì ạ? Cùng một cái số cánh như thế nhưng mà chúng ta sẽ có những cái sự khác biệt tương đối lớn khi mà chúng ta gia giảm thêm cái tham số thứ hai, đó là tham số sharpness ở trong cái ngôi sao dạng complex star. Hiện tại bây giờ các bạn nhìn thấy cái trường sharpness này nó không can thiệp được, nó đang bị mờ đi. Nhưng khi mà tôi tăng thêm cái số cánh cho cái hình ngôi sao complex star này thì cái tham số sharpness này sẽ được active lên, sẽ có thể can thiệp. Đây bây giờ tôi tăng lên nhá. 6. Ồ, chưa có vấn đề gì cả đúng không? 7. Bắt đầu cái trường này được phép active. Và nếu như active rồi tôi gia giảm tham số ở đây thì nó sẽ tạo ra cái gì khác. Bây giờ tôi vẽ thêm một cái hình giống hệt như thế và tôi sẽ tăng thêm cái giá trị này. Thì tôi sẽ làm như sau. Tăng lên. Đây. Thì các bạn thấy là nó có giống nhau không ạ? Nó khác nhau. Số lượng cánh thì bằng nhau, đều là 7. Đúng không? Nhưng mà khi mà tôi gia giảm cái tham số sharpness này thì cái chỗ lỗ thủng và cái chỗ kín của hai cái ngôi sao này là hoàn toàn khác nhau. Thế bây giờ nếu mà tôi tăng lên tiếp. 8. 9. Nếu mà tôi tăng lên đến 9 thì tôi lại có thể tăng thêm cái tham số sharpness thêm một lần nữa. Đây là 9 cánh. 9 cánh. Một cái là sharpness này là 1. Một cái này là sharpness là 2. Nhưng nếu mà tôi tăng thêm cái sharpness này lên thành 3 thì tôi lại có một cái hình dạng khác nữa. Số lượng cánh có thể bằng nhau, nhưng mà nếu mà tôi thay đổi các tham số sharpness giữa các hình này thì nó sẽ có hình dạng rất khác nhau. Thì đấy là cách để mà chúng ta điều chỉnh ở trong cái công cụ để vẽ ra các cái hình dạng complex star. Như vậy là chúng ta làm quen một vài cái khái niệm cơ bản ban đầu.
và một làm quen một vài cái công cụ vẽ hình cơ bản ban đầu. Sau đó thì tí nữa chúng ta sẽ giới thiệu tiếp những cái vấn đề tiếp theo, ví dụ như là lựa chọn, ví dụ như là thao tác chỉnh sửa cơ bản chúng ta có thể làm gì với các cái hình này. Thì bây giờ các bạn dành thời gian 1 2 phút các bạn làm quen thử với các công cụ đó. Nếu mà không có thắc mắc gì nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục với các phần tiếp theo.